Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng ta bàn về một cái đề tài rất đặc biệt, xin thưa quý vị, đó là chính phủ Ấn Độ đã ra quyết định cấm hai cái ứng dụng lớn nhất của Trung Quốc ở Ấn Độ là Baidu và Weibo, và trước đó là TikTok, thưa quý vị. Thì chính phủ đã mở rộng cái lệnh cấm trước các ứng dụng của Trung Quốc trên lãnh thổ Ấn Độ. Thì lệnh cấm này nhằm vào công cụ tìm kiếm Baidu và mạng xã hội Weibo. Theo báo Times of India thì chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu Google và Apple đã gỡ bỏ hai ứng dụng của Trung Quốc này trên các cửa hàng ứng dụng ở Ấn Độ, thưa quý vị. Thì nếu như Baidu được ví như là Google của Trung Quốc thì Weibo lại được coi như là Twitter của Trung Quốc. Đây là hai ứng dụng có sức ảnh hưởng rất lớn ở Trung Quốc và nó đã đang hoạt động tại Ấn Độ. Và chúng ta biết rằng giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong hai tháng vừa qua đã có những xích mích, những xung đột về quân sự, về vấn đề biên giới, thưa quý vị. Cho nên có thể nói đây là một cái đợt càn quét thứ ba của chính phủ Ấn Độ đối với các ứng dụng của Trung Quốc. Chúng tôi xin điểm lại là đầu tháng 6 thì chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm TikTok, Likee, ShareIt, với một cái lý do là lo sợ về an ninh quốc gia. Và chính phủ Ấn Độ đã cáo buộc rằng những cái ứng dụng trên, tức là 59 cái ứng dụng, đã làm phương hại đến chủ quyền và sự toàn vẹn nền an ninh và trật tự xã hội của Ấn Độ. Chúng ta thấy những cáo buộc rất nặng nề và chắc chắn là gây thiệt hại rất lớn về vấn đề kinh tế cho Trung Quốc, về vấn đề các hãng công nghệ, các hãng ứng dụng app, thưa quý vị. Thì đến ngày 27 tháng 7 vừa qua, chính phủ Ấn Độ lại tiếp tục tuyên bố cấm thêm 47 ứng dụng nữa có liên hệ và liên kết với Trung Quốc. Những ứng dụng này được cho là những hoạt động như các bản sao của những apps đã bị cấm vào hồi tháng 6. Theo Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ thì một số ứng dụng bản sao này nằm trong danh sách 47 ứng dụng đã bị cấm này. Thì bao gồm có TikTok Lite, Hello Lite, ShareIt Lite, Bigo Lite, Vify Live, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy là cái danh sách nó càng ngày càng dài ra. Thì bên cạnh một số ứng dụng đã bị cấm thì cách đây một ngày chính phủ Ấn Độ lại tuyên bố thêm rằng Baidu Search và Weibo cũng chính thức nằm trong lệnh cấm, thưa quý vị, và phải gỡ bỏ ở Ấn Độ. Thì theo tờ Times of India, các công ty Internet Trung Quốc hiện có khoảng là 300 triệu khách hàng và người dùng ở Ấn Độ. Điều này cũng có nghĩa là khoảng 2/3 người dùng smartphone ở Ấn Độ đã tải xuống ít nhất là một ứng dụng của Trung Quốc. Thì với cái chiến dịch tẩy chay rầm rộ Trung Quốc của chính phủ Ấn Độ thì chúng ta biết rằng nó bắt đầu nó có hiệu lực và nó ngấm vào cái sự ảnh hưởng đến các công ty công nghệ apps của Trung Quốc. Thì chúng ta biết rằng từ những cuộc đụng độ biên giới thì cũng đã có hàng chục binh lính và binh sĩ Ấn Độ chết. Do đó họ dấy lên những cái làn sóng phản đối. Thì chúng ta thấy rằng đưa đến cuộc chiến tranh phản đối về công nghệ apps. Thì lĩnh vực công nghệ của Ấn Độ họ đã bị nhiều năm và bị sự cạnh tranh của các ứng dụng Trung Quốc. Do đó với cái sự phẫn nộ của dân chúng lần này thì họ quyết tâm loại trừ các ứng dụng nổi tiếng của Trung Quốc.
thì chúng ta thấy là với một cái dân số hơn 1 tỷ người thì Ấn Độ là một cái thị trường quá lớn mà các công ty Trung Quốc không thể bỏ qua được. Do đó, qua 3 đợt càn quét của chính phủ Ấn Độ thì các công ty Trung Quốc đã hứng chịu những thiệt hại rất lớn. À, xin thưa là cho tới thời điểm hiện nay là lên tới hàng chục tỷ đô la. Thì chúng ta thấy rằng cuộc chiến nó không dừng lại ở đó mà nó phải tiếp tục đấu đá đánh đấm giữa các cường quốc, đặc biệt là 2 nước Trung Quốc và Ấn Độ. Chúng ta thấy cái đế chế mà người ta thường hay nói là đế chế smartphone của các công ty Trung Quốc tại Ấn Độ cũng bắt đầu sắp sụp đổ rồi quý vị. Ngoài những cái app đó thì nó tới tới phiên các công ty sản xuất smartphone của Trung Quốc. Thì dân Ấn Độ cũng xài smartphone của Trung Quốc rất nhiều. Thì theo tin tức thì một thỏa thuận trị giá 4 tỷ rưỡi đô la vừa được Google ký kết với công ty Jio Platforms. Đây là một trong những cái công ty hàng đầu của Ấn Độ thuộc sở hữu của Reliance Industry do tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani đứng đầu. Thì sau khi mà phản đối Trung Quốc rồi ra lệnh cấm thì phía Ấn Độ nghiêng về phía Hoa Kỳ. Thì theo thỏa thuận, công ty Google sẽ đảm nhận phát triển hệ điều hành Android trên các dòng điện thoại thông minh Jio giá rẻ mới. Bắt đầu là công ty Ấn Độ nhảy vào thị trường smartphone. Thì cái dòng điện thoại mới của Ấn Độ Jio này sẽ kết hợp giữa Ấn Độ và các công ty Hoa Kỳ và sẽ là một cái thách thức rất lớn đối với các công ty chuyên cung cấp smartphone cho Ấn Độ như Xiaomi, BBK Electronics, Realme, Oppo, Vivo, những thương hiệu của Trung Quốc trên đã nắm giữ cái thị trường lớn thứ hai trên thế giới Ấn Độ, và với trị giá là hàng tỷ đô la mỗi năm, họ bán được rất nhiều smartphone. Thì bây giờ Ấn Độ tung ra Jio Digital Life, tức là một cái điện thoại mà sản xuất ở Ấn Độ, thưa quý vị. Thì cái kế hoạch mà Jio đã bắt đầu đó thì thật ra nó đã bắt đầu từ năm 2017, và họ đã ra được cái smartphone đầu tiên là Jio Phone. Thì lúc đó chỉ có là một cái thiết bị điện thoại đơn giản và truy cập được Internet, và với cái giá mà rẻ không ngờ, thưa quý vị, chỉ có 20 đô la. Thì từ đó là Geophone trở thành một cái điện thoại thông minh của Ấn Độ, với ngày nay là 100 triệu người đã dùng nó. Thì đó là một cái sản phẩm đỉnh của Ấn Độ, thưa quý vị. Thì sau khi mà tin tức cho biết là phía Ấn Độ đã loại các công ty smartphone của Trung Quốc ra khỏi thị trường Ấn Độ, thì các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc rất là rúng động, rất là lo sợ, và họ chưa biết tìm cách đối phó như thế nào với cái tình hình quá ngặt nghèo như bây giờ, thưa quý vị. Thì một trong những cái mà người ta có thể dự đoán là lợi nhuận của các công ty Trung Quốc sẽ bị suy giảm trầm trọng, và thị trường cũng sẽ mất đi một cách trầm trọng. Thì giám đốc của công ty Geophone cho biết rằng công ty của ông sẽ quyết định chiếm lĩnh lại thị trường Ấn Độ. Thì theo những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật thì chiếc Geo Smartphone mới của Ấn Độ sẽ tích hợp nhiều cái apps của nền tảng Android, thưa quý vị.
thì họ rất hy vọng là với cái sự kết hợp đó thì sẽ sản sinh ra những cái smartphone mới mà có thể cạnh tranh trên thế giới. Thì chúng ta biết là công ty Reliance là công ty cha đẻ của công ty Jio thì cũng nhảy vào và cũng sẽ kết hợp với Google cùng các công ty Mỹ khác. Nói chung là các công ty Mỹ họ đang rời bỏ thị trường Trung Quốc vì họ cho rằng thị trường Trung Quốc bị đánh cắp nhiều công nghệ, nhiều sở hữu trí tuệ quá, thưa quý vị, không tôn trọng sở hữu trí tuệ, tìm cách bán phá giá, gây rối loạn đủ thứ hết. Cho nên họ chuyển một phần qua cái chính sách mới là làm ăn với các nước khác, đặc biệt là Ấn Độ. Như tôi có trình bày trong một vài cái clip đó, Ấn Độ được một cái ưu thế rất lớn, đó là họ nói tiếng Anh, thưa quý vị, là ngôn ngữ chính, cho nên họ không có trở ngại gì về vấn đề ngôn ngữ. Thứ hai là thị trường nó bao la và rộng lớn, cả tỷ người hơn. Thứ ba là các tỷ phú Ấn Độ họ có tiền rất nhiều, vốn rất nhiều. Bây giờ các công ty Hoa Kỳ chỉ cần bán công nghệ là những nhà tỷ phú, những nhà đầu tư hàng đầu của Ấn Độ sẵn sàng chi tiền, thưa quý vị. Thứ tư đó là trình độ công nghệ của Ấn Độ thuộc hàng cao cấp top 10 của thế giới, cho nên họ cũng xứng đáng để làm đối tác, thưa quý vị. Ấn Độ cũng có sản xuất xe tăng, cũng có sản xuất máy bay, thậm chí họ còn sản xuất các tên lửa đạn đạo nổi tiếng nữa. Cho nên là nền công nghiệp quốc phòng, nền công nghiệp nặng của Ấn Độ cũng rất là phát triển, không thua kém nhiều nước trên thế giới. Cho nên làm ăn với nhau thì tôi nghĩ rằng sự chuyển giao công nghệ rất dễ dàng. Thì chúng ta thấy rằng với một cái thị trường bao la mà các nhà sản xuất smartphone đang nhắm tới ở Ấn Độ là có tới hơn 350 triệu người Ấn Độ chưa từng được thử nghiệm sử dụng smartphone, thưa quý vị. Có cái con số khổng lồ như thế, họ chưa từng sử dụng. Chẳng hạn như những đứa sinh viên chẳng hạn như vậy thì họ chưa có tiền để mua, hoặc là họ chưa có tiếp cận được với chiếc điện thoại thông minh. Thì xin thưa quốc gia nào cũng vậy, thưa quý vị, cũng có nhiều người trong một quốc gia cũng chưa bao giờ họ xài điện thoại hết, hoặc là có thể là họ quá già, hoặc là họ không hứng thú, hoặc là họ không có tiền, hoặc là họ quá trẻ, thưa quý vị. Nên là có những cái khách hàng như thế. Thì Ấn Độ có tới hơn 350 triệu người như thế. Ngoài ra còn có hàng trăm triệu người họ còn đang muốn thay đổi phone cũ thành phone mới, những cái phone có những cái internet tốc độ cao chẳng hạn như vậy. Họ muốn trải nghiệm những cái điện thoại thông minh đời mới nhất. Tại vì họ có tiền, cho nên cũng là một cái phân khúc rất lớn cho các hãng điện thoại di động trên thế giới để mà hợp tác với các hãng sản xuất điện thoại nội địa của Ấn Độ. Thì người ta thấy rằng rõ ràng là sự kết hợp giữa Ấn Độ và các công ty Hoa Kỳ có một cái tầm mức rất lớn, mục đích rất rõ ràng là đánh bại sự thống trị của các hãng công nghệ, các hãng smartphone của Trung Quốc. Và trong cái cuộc chơi giữa Reliance, Jio Phone với Google đó, thì bên phía công ty Google cũng đã bỏ hơn 10 tỷ đô la rồi, quý vị. Rõ ràng là một cuộc chơi mà có thể nói gây sóng gió cho ông Trung Quốc. Báo chí thì chưa tiết lộ là phía Ấn Độ bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng mà chắc chắn con số cũng rất lớn. Thì đó là những cái tin tức về công nghệ đối với vấn đề smartphone, vấn đề Weibo, vấn đề Baidu. Thì tình hình tại Ấn Độ thì các công ty ứng dụng công nghệ của Trung Quốc hiện nay đang la làng, thưa quý vị. Ngoài cái la làng họ đang kêu trời,
trời không thấu rồi quý vị, vì thiệt hại tới hàng tỷ đô la. Và Ấn Độ cũng không thiếu những cái app, những cái ứng dụng tương tự nhưng mà không nổi tiếng bằng Trung Quốc, cho nên bị lép vế. À, cho nên là chúng ta thấy rằng bên phía Trung Quốc là hiện nay đã la làng nhưng mà không thể làm gì được hết quý vị, tại vì lãnh thổ của Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ toàn quyền, cho nên ngay sau cái lệnh cấm đó thì người ta thấy lập tức là một cái đối thủ của TikTok có thêm hơn 22 triệu người dùng trong vòng 48 tiếng đồng hồ. À, xin thưa, TikTok là một cái ứng dụng chia sẻ những cái video ngắn. Thì TikTok của Trung Quốc đã bị cấm tại Ấn Độ. Thì chúng ta thấy là sau cái ngày 30 tháng 6 thì Ấn Độ nó đã cấm hàng loạt luôn thưa quý vị. Hàng loạt ứng dụng như là TikTok, Tencent, WeChat. Có thể nói đây là một cuộc tấn công dữ dội nhất của chính phủ Ấn Độ đối với các công ty kỹ thuật hàng đầu của Trung Quốc. À, thì theo thông tin thì cho biết rằng công ty TikTok của Trung Quốc đã có hàng trăm triệu khách hàng ở Ấn Độ, tuy nhiên đã bị thiệt hại rất nặng. Thì họ có khoảng 20% khách hàng là đến từ Trung Quốc và 10% khách hàng là đến từ Hoa Kỳ. Và đùng một cái ngày 30 tháng 6 là họ bị cấm rồi quý vị, cho nên là đang lúng túng đau khổ như thế. À, một cái công ty mà được hưởng lợi rất nhiều từ sự cấm đoán đó là các công ty Ấn Độ, chẳng hạn như công ty Roposo là một cái công ty tương tự như TikTok ra đời 2014. Thì như tôi vừa nói là đã có sự bùng nổ về khách hàng. Do đó, trước cái lệnh cấm thì công ty Rosposo chỉ có 50 triệu sự cài đặt hay tải xuống cái ứng dụng của mình. Nhưng mà sau khi cấm các công ty Trung Quốc thì trong vòng 48 tiếng là bùng nổ thêm 22 triệu người khách hàng nữa quý vị. Cho nên là có lẽ là các công ty công nghệ của Ấn Độ cũng rất thích thú trong cái việc mà cấm đoán các công ty công nghệ Trung Quốc. Thì ngay lập tức là công ty TikTok của Trung Quốc đã bị thiệt hại tới 6 tỷ đô la ngay lập tức. Thì có những tin tức cũng cho biết là công ty TikTok cũng bị cấm tại Hoa Kỳ thưa quý vị. À, chính phủ ông Donald Trump đã ra lệnh trong vòng 45 ngày công ty TikTok phải bán lại cho một công ty Hoa Kỳ và sau đó là phải rời khỏi Hoa Kỳ thưa quý vị. Thì rõ ràng là công ty TikTok cũng đang bị nhắm tới giống như công ty Huawei của Trung Quốc. Ông Hoa Kỳ cũng tìm cách hất cẳng ông Trung Quốc ngay trên đất Hoa Kỳ. Thì cũng không trách gì ông Ấn Độ hất cẳng ông Trung Quốc ngay trên đất Ấn Độ. Thì cũng xin thưa là không biết là những công ty Việt Nam chẳng hạn như Viettel có thể tìm kiếm thị trường nào đó ở Ấn Độ hay không thưa quý vị. Có một vài khán thính giả đặt câu hỏi như vậy. Họ gửi tới chúng tôi những câu hỏi, họ nói rằng cuộc chiến giữa Ấn Độ và Trung Quốc thì Việt Nam có bị ảnh hưởng hay là Việt Nam có mở rộng thêm thị trường hoặc là thế chân ông Trung Quốc ở trên đất Ấn Độ. Xin thưa là câu trả lời nó mở rộng. Chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu mà những cái công ty công nghệ hàng đầu của Việt Nam cũng có thể qua bên Ấn Độ chào hàng nữa quý vị. Và công ty Viettel thì cũng đã làm ăn quốc tế. Họ cũng đã mở rộng thị trường và họ cũng đã có những cái bước phát triển rất mạnh mẽ và thần kỳ. Có thể nói là những hợp đồng lên tới hàng tỷ đô la.
Cho nên cũng có thể là họ đang nhắm vào thị trường Ấn Độ là một thị trường bao la, cần nhiều ứng dụng, cần nhiều điện thoại giá rẻ, thưa quý vị. Xin thưa là vậy. Điện thoại giá cao thì chắc có thể cũng khó cạnh tranh, nhưng mà ở cái phân khúc điện thoại giá rẻ thì Việt Nam cũng rất có nhiều cơ hội. Và chúng ta thấy là cũng có những cái điện thoại được sản xuất made in Việt Nam, ngay tại Việt Nam. Thì không lý do gì mà không đi chào hàng ở Ấn Độ. Theo tôi nghĩ như vậy, bỏ một số tiền đầu tư một cách bài bản, quảng cáo một cách bài bản. Thì tôi nghĩ những cái ứng dụng, những điện thoại thông minh của Việt Nam, made in Việt Nam vẫn có sống tốt và bán tốt ở bên Ấn Độ, thưa quý vị. Xin thưa là như vậy, tại vì thực chất là những con chip trong smartphone của Việt Nam là Snapdragon, thưa quý vị, là những con chip hàng đầu của thế giới của công ty Qualcomm ở California, cho nên không có gì mà phải lo lắng về vấn đề kỹ thuật. Tùy theo cái giá cả, có những phone chỉ xài 4G, những phone mới thì xài 5G, phone cũ thì xài 3G chẳng hạn như vậy. Việt Nam thì rất giỏi trong vấn đề phân khúc bình dân, thưa quý vị. Xin thưa là như vậy, trong cái tầm phân khúc bình dân, hàng hóa made in Việt Nam, theo như tôi thường hay đùa là rẻ đẹp bền, thì chắc chắn có một cái chỗ đứng vững chắc như thế nào thì không ai nói trước được. Hoặc là bùng nổ hay không, hay là có thành công hay không thì cũng không ai nói chắc được. Nhưng mà tìm kiếm một cái cơ hội ở một cái thị trường bao la rộng lớn ở Ấn Độ thì cũng nên làm, thưa quý vị. Tại vì Ấn Độ thì cũng thật sự không quá xa như là Việt Nam đối với Âu Châu. Xin thưa là như vậy. Giữa Việt Nam và Ấn Độ nó gần một nửa khoảng đường so với Việt Nam đến với Âu Châu. Thị trường Âu Châu nó quá xa xôi. Chưa kể là thị trường ở Mỹ Châu này nó càng xa xôi, nó cách nửa vòng trái đất. Cho nên thị trường Ấn Độ vừa bao la, vừa không quá gần, không quá xa, vừa đang cần những cái sự thay thế đối với những nhà cung cấp Trung Quốc, thì những cái nước như Việt Nam có những cơ sở sản xuất của Samsung chẳng hạn như vậy, cũng sẽ nhảy vào, cũng tìm kiếm cơ hội để mà ăn chia, thưa quý vị. Trên thế gian này thì ăn chia là một cái hình thức mà có thể nói là hài lòng với tất cả các bên. Nếu Samsung ở Việt Nam bán hàng được thành công trên thế giới thì Việt Nam cũng có lợi, thưa quý vị. Việt Nam là nơi mà đặt các xưởng của Samsung chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta thấy là với cái tình hình về công nghệ điện thoại của Việt Nam và tự sản xuất được hàng made in Việt Nam mà chất lượng cũng rất ổn, thưa quý vị. Chất lượng có thể nói là có thể ngang ngửa và sánh vai ở châu Á. Tức là tôi nói đây là nó vượt khỏi tầm của Đông Nam Á, thưa quý vị. Xin thưa là như vậy, vượt khỏi tầm của Đông Nam Á và sánh vai với các công ty ở châu Á. Thì đó là một cơ hội rất tốt, cơ hội làm giàu cho công ty, làm giàu cho bản thân, làm giàu cho công nhân người Việt Nam, làm giàu cho đất nước Việt Nam. Tại vì khi mà công ty thành công thì họ đóng thuế nhiều cho đất nước Việt Nam, thì đó là một cái cơ hội rất tốt. Thì tôi nghĩ rằng các nhà công nghệ hàng đầu của Việt Nam cũng đã lên kế hoạch, thưa quý vị. Nhảy vào xí phần, xin thưa là như vậy. Nhảy vào xí phần được phần to phần nhỏ hay không thì xin chúc may mắn. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.